Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin hành tinh thể thao. Ngày hôm nay, Olympic Rio 2016 bước vào ngày thi đấu thứ hai và như thường lệ, chương trình của chúng ta sẽ mở đầu với chuyên mục Nhật ký Olympic. Sau khi Hoàng Xuân Vinh giành tấm huy chương vàng lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm qua, mọi hy vọng hôm nay của chúng ta đặt vào lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ hạng 56kg. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Kim Tuấn thường xuyên có mặt trong top 3 các giải vô địch thế giới ở nội dung này. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu không đạt trạng thái tốt, anh đã gây thất vọng lớn, ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Rio. Việc Thạch Kim Tuấn thi đấu không thực sự ổn định ở phần thi cử giật khi chỉ đạt thành tích 130kg ở lần cử thành công duy nhất đã khiến lực sĩ này phải chịu áp lực tâm lý rất lớn trước khi bước vào phần thi cử đẩy. Bởi ở thời điểm đó, Thạch Kim Tuấn chỉ xếp hạng 4 và thành tích kém các vị trí giành huy chương tối thiểu là trên 2kg. Bởi lực sĩ người Việt Nam là người rơi vào thế bất lợi về trọng lượng cơ thể so với lực sĩ đứng thứ 3. Chính áp lực này cùng với việc thi đấu không thành công ngay ở lần cử đẩy đầu tiên với mức tạ 157kg lại khiến khó khăn để mà Thạch Kim Tuấn nhân lên gấp bội. Bởi ngoài áp lực tâm lý, giờ đây quân rơi vào thế buộc phải bám đuổi đối thủ. Bản thân tôi cũng là một huấn luyện viên và cũng từng theo Tuấn 1-2 giải. Tôi biết, tôi nghĩ về chuyên môn ý, thì có lẽ là cái sắp xếp về cái điểm rơi của Tuấn nhả về cái sức mạnh bột phát của Tuấn. Tức là Tuấn có lực nhưng mà Tuấn không bung ra được. Không thành công ở mức tạ 157kg, chiến thuật của Tuấn buộc phải thay đổi. Và việc nâng mức tạ lên 160kg ở lần cử thứ hai là gần như bắt buộc. Bởi nếu Tuấn có đẩy thành công mức 157kg, cũng rất khó cạnh tranh vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy nhiên, dưới áp lực tâm lý quá lớn, quá trình chuẩn bị cho việc chinh phục mức tạ 160kg cũng không thực sự tốt. Thạch Kim Tuấn đã thất bại ở cả hai lần cử đẩy cuối cùng và không hoàn thành phần thi đấu. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là phần thi đấu đem lại rất nhiều sự thất vọng bởi Tuấn đã không thể vượt qua được chính những gì mà bản thân lực sĩ này từng làm được. Thất bại của Thạch Kim Tuấn không chỉ đem đến nỗi thất vọng rất lớn cho những người làm công tác chuyên môn, mà nó còn đặt ra nhiều dấu hỏi cho suốt quá trình chuẩn bị của cử tạ Việt Nam. Từ lúc tập huấn cho đến trước khi bước vào thi đấu, rõ ràng đã có quá nhiều sai số xuất hiện và việc mổ xẻ thất bại này là điều thực sự cần thiết. Để đến khi mà cái lực mà đẩy cuối cùng đấy, cái đấy mà thành công thì đúng là Tuấn có vị trí của huy chương đồng. Thế nhưng mà khi mà cái lên ngực rất là gọn rồi, rất là gọn, nhưng mà để một cái bung ra như thế này của Tuấn lại không có. Tức là cái sức mạnh bộ pháp bung ra một cái Tuấn không có cái đó. Thế rồi cũng cái chấn thương cũng có, nó cũng làm ảnh hưởng rồi ép cân. Tức là cứ mỗi thứ nó đi một tí, thế thành ra là khi mà lại nhìn thấy, khi mặt đối mặt với các vận động viên thấy nó ra nó hùng dũng như thế thì thành ra là nó cũng có một cái gì, cái tâm lý nó hơi bị đảo ngược lại. Khi bắt đầu bước vào trận thì mọi cái diễn tiến nó lại không đúng theo những cái mong muốn của ban huấn luyện. Nguyên nhân vì đâu, do đâu thì cần phải có cái thời gian để chúng tôi tìm hiểu một cách sâu sắc để có thể có sự đánh giá toàn diện và chính xác hơn. Nhân dịp đây tôi cho phép là tôi thay mặt toàn thể đội tuyển cử tạ Việt Nam xin gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ, những người đã trong rất nhiều năm qua đã ủng hộ đội tuyển cử tạ Việt Nam. Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền trắng tay tại Olympic theo một kịch bản đầy nỗi thất vọng khi cả hai hy vọng lớn nhất đều không hoàn tất phần thi đấu. Đây không chỉ là bài học lớn cho cử tạ mà còn cho cả đoàn thể thao Việt Nam trong những cuộc thi đấu tiếp theo. Thạch Kim Tuấn là một vận động viên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. 16 tuổi anh đã giành huy chương vàng ở Olympic trẻ, 17 tuổi giành huy chương vàng giải trẻ của châu Á và huy chương bạc giải trẻ thế giới. Cách đây 2 năm anh đã giành huy chương bạc tại ASEAN và mới năm ngoái thì còn có huy chương bạc ở giải vô địch thế giới. Kim Tuấn được đầu tư khá lớn và tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng ở sân chơi quan trọng là Olympic, đây mới là lần đầu tiên anh tham dự. Và lực sĩ này cuối cùng đã không thể hiện được tâm lý vững vàng, một trong những yếu tố quan trọng nhất của cử tạ. Không phải Hoàng Xuân Vinh, mà Thạch Kim Tuấn mới là niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam tại Brazil.
không đồng nghĩa với việc nâng cấp về bản lĩnh thi đấu. Giống như Vương Thị Huyền không thể vượt qua được chính mình khi gặp thử thách về tâm lý, Thạch Kim Tuấn cũng đã không giữ được sự lì lợm để chinh phục các mức tạ anh đã vượt qua trong tập luyện. Không dễ để phát hiện và đào tạo được một vận động viên đủ năng lực thi đấu ở tầm thế giới. Chúng ta đã làm được, nhưng luôn thất bại ở thời khắc then chốt vì tâm lý và áp lực. Bên cạnh thất bại của Kim Tuấn, hôm nay các vận động viên khác của đoàn thể thao Việt Nam cũng thi đấu không tốt tại Olympic. Anh Viên không có cơ hội giành huy chương ở môn bơi, nhưng ngay cả mục tiêu vượt qua chính mình hôm nay cô cũng không hoàn thành. Sau khi thi đấu ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp, anh Viên tiếp tục vào cuộc ở nội dung 400m tự do. Không nằm ngoài những lo lắng của giới chuyên môn, anh Viên thi đấu không thực sự tốt ở nội dung này. Với thành tích 4 phút 16 giây 32, anh Viên về đích cuối cùng ở đợt vòng loại thứ 2 và kết quả này đã sớm khẳng định kỳ ngư của Việt Nam không còn chút hy vọng nào để lọt vào vòng chung kết. Bên cạnh đó, thành tích này cũng là nỗi thất vọng của anh Viên khi nó kém xa mức 4 phút 7 giây 96 mà chính cô từng thiết lập cách đây vài tháng tại Mỹ. Tại Olympic, anh Viên chỉ còn một hy vọng cuối cùng làm nên một điều gì đó khi sẽ vào cuộc ở nội dung 200m hỗn hợp. Dạ, hôm nay em bơi ở nội dung 400 sải, thành tích em rất là tệ. Trước đó 1 giờ đồng hồ, Hoàng Quý Phước cũng vào cuộc ở vòng loại nội dung 200m tự do nam. Tuy nhiên, anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 sau 1 phút 50,39 giây, xếp thứ 41 trên 47 vận động viên tham dự vòng loại. Cũng giống như anh Viên, Hoàng Quý Phước không thể vượt qua chính mình. Thành tích này kém xa kỷ lục SEA Games 1 phút 48,96 giây mà Quý Phước lập được ở Singapore cách đây gần một năm. Như vậy, Hoàng Quý Phước cũng đã chính thức nói lời chia tay với Olympic. Ở môn thể dục, sau Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh cũng ra quân ở hai nội dung đơn môn là nhảy trống và cầu thăng bằng. Ở nội dung cầu thăng bằng, với 13,8 điểm, Phan Thị Hà Thanh chỉ xếp hạng 18 chung cuộc. Tiếp đó, cô thực hiện bài thi nhảy trống 2 lần với điểm số tương ứng lần lượt là 14,7 và 13,76. Điểm trung bình sau 2 lần nhảy là 14,23. Sở dĩ vận động viên người Hải Phòng không thể mạo hiểm nâng độ khó trong các động tác là do đầu gối chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, kết quả này chỉ giúp Hà Thanh xếp hạng 17 ở vòng loại nội dung nhảy trống và chính thức nói lời chia tay với Olympic. Mặt hợp đồng tài trợ giữa IAMA với đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức được gia hạn sau lễ ký kết diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Với sự hỗ trợ của đối tác này thì đội tuyển Việt Nam đã có được một sân tập có chất lượng cao nhất từ trước tới nay. Kết quả ấn tượng nhất của sự hợp tác giữa IAMA với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong thời gian qua chính là việc đội tuyển Việt Nam đã có một sân tập mới với mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế và có chất lượng tốt nhất kể từ trước tới nay. Trên cơ sở này, IAMA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã quyết định gia hạn hợp đồng và giá trị của bản hợp đồng mới sẽ kéo dài trong 2 năm, kết thúc vào tháng 8 năm 2018. Đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tổ chức lễ công bố tên sân tập mới của Trung tâm Đào tạo trẻ quốc gia. Theo đó, sân tập này sẽ được đổi tên thành IAMA Field. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, ngoài việc phục vụ đội tuyển Việt Nam tập luyện, đây sẽ là nơi diễn ra các trận đấu thuộc hệ thống các giải được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong thời gian tới. Chuyên mục Hành tinh thể thao của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.